Sapa đây. Bây giờ là cái chỗ phố Cầu Mây này, lại thành phố đi bộ của Sapa. Và các rất đông khách du lịch, các em bé, em người giao đây bán hàng. Mới dọn hàng hả em? Bế cả con ra dọn hàng à? Bán được mấy năm rồi? Thế à? Ờ. Chúc làm ăn may mắn em nhá. Rồi, các cái quán bar buổi tối rất nhiều người nước ngoài. Bây giờ là bắt đầu dọn hàng. Rất nhiều người ở nước ngoài. Cũng rất nhiều người bà cụ già nhiều tuổi cũng đi kinh doanh bán hàng cho khách du lịch và kể cả những em bé theo mẹ đây nào. Bày ra, cháu cũng biết bày à? Đẹp quá nhờ. Hàng đẹp lắm, hàng đẹp lắm, nhiều hàng đẹp. Cứ bày ra, cứ bày ra, tí nữa mua. Cũng bán hàng à? Thế được rồi, biết bán hàng là tốt rồi. Thế bao nhiêu tuổi rồi? 78 à? Thế cố sống đủ 100 nhá bà nhá. Vâng. Rồi rồi rồi, tí nữa. Đang dọn hàng. Nhiều cụ rất già. Xin chào. Hàng đẹp lắm, hàng đẹp, hàng đẹp. Bà là người dân tộc gì? Dân tộc Mông. Dân tộc Mông nhiều người nói tiếng Anh rất giỏi. Rồi. Phố rất đẹp. Ê, tìm ai? Nét đẹp Sapa là những cái ngôi nhà này và mọi người, những cái người dân tộc rất nhiều, các dân tộc Mông xuống bán hàng, trên tay là điệu con bán hàng à? Bây giờ mới bày à? Thế được đấy, cháu là dân tộc Mông à? Thế là hôm nay điệu cả con đi đi bán hàng à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18 rồi. 18 là mấy đứa con rồi? Mới đứa đầu à? Đáng lẽ là phải 2-3 đứa rồi. 18 là phải 2-3 đứa mới là chuẩn. Được đấy, hàng đẹp đấy, hàng đẹp đấy. Rồi, rất nhiều em bé là theo mẹ đi bán hàng. Chợ đêm bây giờ là rất tấp nập. Ôi giời. Các quán ăn là rất là đông.
Rồi. Cười. Điện thoại đẹp thế, điện thoại đẹp thế. Ừ, rồi, rồi, rồi. Bán hàng đấy, bọn cháu bán hàng đẹp lắm. Dọc cái phố rất là đẹp. Và các cái quần áo sắc màu. Áo đẹp thế. Áo đẹp nhờ. Đẹp 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 đẹp. Đẹp lắm. Có biết nói tiếng Anh không? Không à? Này có đèn à? Đèn tí nữa đi về. Soi soi tí nữa đi về. Đi về không bị vấp ngã à? À, soi hàng đúng không? Soi hàng bán à? À thế à? Cho rõ. Nhìn tiền cho rõ đúng không? Cái nét đẹp Sapa này thì người nước ngoài rất là thích. Ở đây có cái khu chợ đêm này. Mọi người đi chơi. Khách du lịch rất là đông. Chủ yếu là con gái người Mông, một ít người Dao. Các cháu bé đây, bán hàng đây. Làm du lịch từ bé. Ni hao. Ni sư Trung Quốc ấn. Ơi. Đây, bán hàng đây. Rất là đông. Đông quá, đông quá. Tối là bắt đầu đông rồi. Chợ là bắt đầu đông đông kín, nghẹt người rồi. Huyền ơi, em đâu? Em đây. Trang cơ mà. Trang đâu? Có điểm không bình nữa. Đừng dậm. Bây giờ đi lên trên nhà thờ đá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bán hàng à? Dùng hàng mà mua hàng. Bao nhiêu? Cái số mới chia này. Đi đi đi. Bao nhiêu? 60. 60. Người giao hay người gì? Người giao mà. Người giao sao lại mặc cái này nhỉ? Người giao có người giao đỏ đấy. À giao đỏ à? Giao đỏ. À, cái này biết rồi. Thôi được rồi. Cho, ôi không lấy đâu. Không lấy mà chứ mẹ. Không lấy đâu. Còn lấy đi. Không. Mà chứ mẹ rồi. Chịu. Cô là không được cái gì. Cái người dao đỏ là tốt lắm. Anh chứ mẹ ăn được ăn rồi. Chứ cô là không được cái gì. Và đây là cái khu vực nhà thờ đá, trang hoàng rất đẹp. Tí nữa ta sẽ đến gần khu vực nhà thờ đá. Còn phía dưới này là khu vực chợ tình Sapa. Nhưng mà bây giờ cũng xây láng lại hết rồi. Cái nét văn hóa nó cũng dần dần nó cũng phai nhạt đi. Ở dưới kia là thanh niên là múa khen. Múa khen. Nhà thờ đá. Bây giờ cái nét văn hóa cũng dần dần cũng phai nhạt đi. Đây, mấy bạn này. Ôi giời. Rất bé là cũng múa và đi xin tiền.
cái nét đẹp Sapa bây giờ nó cũng bị phai nhạt đi. Mặc quần áo dân tộc đứng giữa các cái sân bê tông này nhảy múa, và cũng có thương mại. Bán hàng à? Tối quá. À, soi đèn đấy gì? À. Vừa bán hàng vừa. Đây trên mũ là có cái đèn để soi đây. Rất là đông khi buổi tối bán hàng rất là đông. Nhà thờ đá Sapa đây, đèn rất là đẹp. Em bán hàng à? Ừ, để anh lên đây tí nhá. Không. Nhà thờ đá Sapa. Chợ đêm rất là đông người. Đây là thịt trâu đây. Thịt trâu gác bếp đúng không? Bán gì đấy? Bán mũ à? Và đây là ở dưới sân vận động.